ơi, máy mịt. Nè đi nó mập quá. It's so cute à. Đi con, come on. Con ơi, Lina, watch out. Đi đi đi. Lina. Oh my god, Lina. No, no, don't do that, Lina. À, Lina, lại đây. Cả gia đình Halina đang tiến đến cái hội chợ Tết ở cái địa chỉ là Mile Square Park nha cả nhà. Thì cái hội chợ này là mình vào cổng miễn phí, không có tốn tiền. Hôm nay là ngày đầu tiên hội chợ mở. Và cái hội chợ này á, là nó mở vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật, trong vòng 3 ngày. Bây giờ cả gia đình mình á, ha, đang đến hội chợ. Thì năm nào mà nhà mình cũng đi cái hội chợ này. Cái phong cảnh phía trước cái hội chợ cả nhà. Bây giờ là ngày đầu tiên nên hơi không có đông lắm đâu. Mình thấy cũng hơi vắng đó. Alina, Happy New Year cảm ơn mọi người Happy đi con. Year. Happy New Year. Ủa, nó có nhiều phong vịt quá Alina. Dạ. Con biết con vịt nó ị không? Không biết. Ừ. Đó, trước tại nhà có thấy không? Mấy cái lèo màu trắng trắng đó là những cái lèo của cái hội chợ đó cả nhà. Bên cạnh hội chợ thì công viên này có một cái hồ nước nè. Có nhiều cảnh cũng đẹp lắm, mình có thể chụp hình ở đây đó. Ngày mai thứ bảy chủ nhật thì chắc là sẽ đông hơn. Wow, ông xã mình mấy đứa nhỏ đi nhanh quá. Mấy đứa đi nhanh vậy con. À, bây giờ hãy nè mời cả nhà mình cùng đi hội chợ Tết ở Mỹ nha, với gia đình của mình. Hi baby. Thì mình cả nhà mình mặc áo dài. Ngày mai mình sẽ đi một hội chợ khác. Cái này cả năm mới được mặc áo dài một lần cả nhà. Đó, tối đây nè, chồng. Ở đó là cái sân khấu nha, chắc tối đây sẽ có sân khấu. Lina, watch out xe. Không phải nhỏ đâu ba. Nó cũng cỡ đó thôi. Mà tại vắng người á, tại mi mới mở. Thường hôm nay vắng là vì ngày thứ sáu á. Nhiều người đi làm lắm nên chưa có đông được. Hi, Happy New Year chú. Đó. Cũng có này mà hơi vắng này cả nhà. Đi con, follow mommy. Đây là cái sân khấu làm sẵn nè. Sẽ biểu diễn ca nhạc hoặc là những cái chương trình văn nghệ ở trong cái sân khấu này. Còn ở đây là những cái gian hàng trưng bày hoặc là mình bán gian hàng thực phẩm, bán đồ ăn. Đây là bức tường. Come here baby. Mình đi vòng vòng chỗ này.
đi. Con vô đường nào hả? Mày chụp con hổ cho nè. Nè đứa đi anh chụp mấy đứa con cho. Cái cổng nè. Cái này quay phim. Thôi để em quay đi. Mình đi một vòng chơi chứ bà con. Mẹ ơi có nhiều tiger đây. Yeah, tại vì the view of tiger. Ăn gì đi qua đây con. Đi qua đi mua đồ ăn mấy hay gì đi. Xí không có bán vé nha, để đi thua. Có thịt nướng rồi. Giờ mới bắt đầu nướng. Where's your money? Okay. All right, right.
If we don't make anything, which one do they get? Okay, then 10 đồng nè. Let's try it. Cho hai đứa hai cái, anh cái. $10. Nha, hai đứa hai cái. Anh một cái. Muốn đi đây. Đi đấy hả? Okay, you each get one. Okay, trời ơi, giờ nó muốn chơi các bạn. Make sure you pop the balloon that we get. Go ahead, I'll show you where you're at as you go, okay? Oh. Who did it? Yeah! Yeah! Good job! Yeah! 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 Mình được hai đồ chơi hả? One of these or two small ones like this? Oh, you want one of that or two of these? Which one? How about we get you one? Are you going to need me or what do you want? Or two of that one? What do you want? Can I have one? Which one you like? Bác cái đấy không? Bác cái đấy mập luôn á. Yeah. Oh yeah. Mình không có mini, nhà mình có rồi con. Yeah, tí nữa mình có Nemo rồi. Thank you. We already have Nemo. Tí nữa giỏi thôi. Let's go. Later. Daddy. Anh vậy thì người ta dễ thắng quá hả? Đúng rồi. Ready guys? Come on, over here, buddy. Nắm tay mami, I love you. You have that crocodile already. Little baby, you can play. There are two balls, you can anything you want. Today is your lucky day, man. Come on. New year. You can do ginormous. Try one, brother. Đi là đừng có nói vậy con. Đừng có nói vậy con. Không có nói vậy, không có nói vậy. Vì nó. Open up, yes. Can I have it? Can I have that?
Open, up, open, up, Aiden. Aiden không biết chơi. Come on, Aiden. Oh, giờ mình chơi tiếp. Đây. Bước thứ 6 mở. Đi con. Không có la con, không có la. Đưa đèn bắn đi, đưa đèn bắn đi. Trúng mắt vô, mang mắt vô. Đưa cho em, cầm đi con. Qua đi chơi này con, đứng bên này nè. Không có chơi đó con, đó khó chơi, cái người lớn chơi $10, you make one and you win one. For $20, you make one, PS5. Really? Yep. You gotta make one, that's it. You wanna try, guys? Make one in and you win one. sớm, mà bây giờ thì lúc mà đói bụng
rồi thì cái line nó rất là dài nên mình phải qua mua thức ăn ở bên ngoài của người Mexico. Tính mua cái đồ thức ăn của bên người Việt mình này, nướng này nọ, nhưng mà cái line dài quá, trời cũng sắp tối rồi, mình mới quyết định mua đồ ăn bên này. Đó, hôm nay thì gia đình mình sẽ mua những cái chia cái potato chiên này nè. Một sâu như vậy là 10 đồng. Và mình có mua thêm cái popcorn chicken nữa. Popcorn chicken thì 14 đồng một phần nha. Và mình đang chờ để lấy đồ ăn. Ở đây thì người buổi tối á, người đi hội chợ thì ăn rất là đông. Và tại vì buổi tối á, trời rất là lạnh á, nên á, cái cảm giác thèm ăn thì hầu như là ai cũng đa số là ngồi ăn, mua đồ ăn nhiều hơn là ban ngày. Ban ngày thì chủ yếu là chụp hình và mình chơi các trò chơi. Vì đến giờ ăn trưa, khoảng trưa hoặc là tối thì số người ăn sẽ đông hơn. Và cả nhà mình cũng ăn sắp xong rồi. Đông quá. Thì bây giờ cả gia đình mình đi về nha cả nhà. Thực sự là cái line xếp hàng nó đông, muốn ăn thêm một số thứ nữa. Nhưng mà mấy đứa nhỏ nó không muốn chờ lâu được nên quyết định đi về và ghé trên đường ăn. Và video của Halina xin dừng tại đây. Chúc mọi người một năm mới thật là vui vẻ, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và một năm mới vạn sự như ý.